chào các bạn đến với channel của 88mobi. Và hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn chi tiết cách các bạn có thể thay pin được chiếc tai nghe AirPods Pro hộ vặt ở nhà một cách đơn giản nhất. Các dụng cụ để thay pin thì đầu tiên mình sẽ sử dụng cái viên pin mang mã là 701429, dùng để thay pin cái dock sạc. Thứ hai là mình sử dụng cái viên pin là mang mã là LIR1054, thì mình sẽ sử dụng viên pin này để thay thế cho tai nghe. Tiếp đến là gồm có một cái khay cố định pin. Và cuối cùng không thể thiếu đó chính là cái mỏ hàn. Trước khi thay pin thì mình sẽ vệ sinh sơ qua chiếc tai nghe này. Thì anh em xài tai nghe mình lưu ý là mình nên vệ sinh cái chiếc tai nghe này thường xuyên, để thứ nhất là đảm bảo cái độ bền cũng như tính ổn định, thứ hai là đảm bảo về cái sức khỏe khi mà các anh em sử dụng chiếc tai nghe này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cái thay pin bên tay phải. Thì anh em mình để cái tay theo đúng chiều của mình ở trên video này, xong anh em bóp mạnh một xíu thì cái khớp này nó sẽ bung ra đó. Và lúc này á thì mình có một cái sợi dây socket á, nó liên kết, thì các bạn lấy cái nậy hoặc là cái móng tay á, mình cạy nó lên đó để bung cái socket này ra. Rồi sau khi bung ra á, thì các bạn để cái phần pin này vào trong cái khay để mình tiếp tục hàn. Và trên cái mặt pin này á, các bạn để ý nó có hai cực dương âm. Bây giờ mình sẽ dùng cái mỏ hàn để tách cái viên pin cũ ra. Sau khi tách xong thì bây giờ mình sẽ lấy viên pin mới. Và để thay cho những cái bạn xịn như là bạn AE hay bạn AM thì mình sẽ sử dụng viên pin mà nó đã có sẵn cái chân đấu cực dây nguồn như thế này. Thì màu đỏ là cực dương, còn màu đen là cực âm. Còn đối với các bạn mà thay những cái bạn như là bạn F hay là những cái bạn là lâu đa thường á, thì các bạn nên sử dụng những cái viên pin như thế này. Tiếp đến thì các bạn dán thêm một lớp keo hai mặt để các bạn cố định cái viên pin này. Sau khi cố định xong á, thì các bạn đấu cái cực của cái viên pin vào trong cái mạch. Thì các bạn nhớ là đấu dây màu đỏ vào cực dương và dây màu đen vào cực âm. Sau khi hoàn thành xong thì các bạn lắp lại cái chân socket. Thì ở cái bước này nó đặc biệt quan trọng, các bạn nhớ lắp đúng chiều cực của cái socket này. Thì nếu mà các bạn lắp sai ấy, thì nó sẽ gây ra, nó làm hư cái tai nghe, nên các bạn để ý lắp đúng chiều cực. Sau khi lắp xong ấy, thì các bạn để đúng khớp tai nghe vào lắp vào. Vậy là quá trình thay pin tai nghe ở bên phải đã xong. Tiếp tục thì mình sẽ thay pin bên tay trái. Thì các bước thực hiện nó cũng y chang như ở thay pin tay phải. Tiếp đến thì mình sẽ thay pin cái dock sạc. Thì đầu tiên các bạn bóp mạnh cái phần hai bên của cái hộp sạc này. Sau đó các bạn từ từ dùng lực đẩy nó lên. Sau khi tháo xong cái bo mạch dock sạc này lên thì bây giờ mình sẽ lấy cái pin cũ của nó ra. Để lấy được cái pin cũ này á, thì đầu tiên mình sẽ tách cái phần dây nguồn đèn led trước. Tiếp đến thì mình sẽ thay tách cái phần chỗ sạc không dây này ra. Và lúc này các bạn để ý đã có cái phần gọi là chân cực của viên pin. Bây giờ mình sẽ dùng cái mỏ hàn mình tách cái phần chân cực pin này ra.
Thì các bạn để ý cái trên bo mạch nó cũng có ký hiệu cực dương và cực âm của cái chân pin này. Đấy, và thường thì dây màu đỏ là cực dương, dây màu đen là cực âm. Các bạn để ý để gắn đúng chiều cực. Tiếp đến thì các bạn lấy cái nhíp á, các bạn từ từ cạy cái viên pin cũ ra. Sau đó các bạn lấy cái pin mới, các bạn lắp vào. Thì ở đây thì mình có một lưu ý là các bạn á, không nên mua những viên pin nó to quá. Thì lúc này á, khi mà các bạn lắp vào nó rất là khó. Với thứ hai á, nó chèn ép những cái linh kiện bên trong làm cho cái tai nghe nó bị hư. Thế nên mình nên mua cái những cái viên pin á, nó phù hợp để bạn có thể dễ dàng lắp đặt cũng như là tai nghe nó hoạt động tốt. Sau khi lắp vào xong thì các bạn dùng cái mỏ hạt, các bạn đấu cái chân cực pin vào trong mạch. Thì các bạn là lấy cái dây màu đỏ đấu với cực dương, còn dây màu đen đấu với cực âm. Sau khi hàn xong thì các bạn lắp lại những cái bộ phận như là sạc không dây và cái dây nguồn đèn LED. Lúc này để kiểm tra các bạn đã thay pin chuẩn hay chưa thì các bạn nhấn cái nút nguồn. Thì cái dây đèn LED mà báo hiện đèn thì chứng tỏ các bạn đã thay pin đúng cách. Còn nếu mà các bạn nhấn nút nguồn mà đèn LED nó không hiện màu gì hết thì chứng tỏ các bạn đã hàn pin sai. Lúc này thì các bạn vui lòng kiểm tra lại. Sau khi kiểm tra xong thì bây giờ mình sẽ lắp lại những cái bộ phận. Và lúc này thì mình sẽ test lại chiếc tai nghe với điện thoại để xem tai nghe đã hoạt động ổn định hay chưa. Vậy là quá trình thay pin đã hoàn tất. Trong quá trình thay pin mà các bạn gặp bất kỳ cái thắc mắc nào thì các bạn vui lòng comment dưới video của shop. Mình sẽ cố gắng giải đáp những cái thắc mắc trên. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.